Mời cả nhà vào ngắm hoa buổi tối, nghe nhạc cả nhà nhé. Hello, xin chào Nguyễn Lan Hương. Hello, anh sợ cô đơn. Kể mà có vài cô ở bên cạnh thì đỡ cô đơn. Rồi, mùa hoa năm nay lại tiếp tục mời anh em ngắm bông ruby vào buổi tối nha cả nhà nha. Đây, như buổi sáng livestream em có gì nhỉ, có con nói với anh em đấy, đó là cái bông này là nó ban đêm là nó chỉ xuống cái cánh vai tôi, chứ còn cái cánh đài của nó nói chung là anh em mình vẫn ngắm được buổi tối. Buổi tối nhìn vẫn anh em mình vẫn còn ngắm được cái mặt bông. Đấy, cũng bởi thế nên là em đã gọi nó là bông Mid Ruby 24 giờ. Đối với những cái bông mà nó không bị rủ cánh đài như này thì anh em mình đối với những người mà bận do điều kiện công việc ấy, hoặc là anh em mình không kịp ngắm nó ban ngày ấy, thì là buổi tối anh em mình vẫn ngắm được nhé. Anh em mình ngắm ấy thì cái hương của nó, cái sắc thì ban ngày buổi sáng nó đẹp hơn, cái đấy là tuyệt đối rồi. Còn cái hương của nó thì là ban ngày với buổi tối của nó em thấy nó cũng hơi có cái vị nó khác đấy các bạn. Ban đêm thì em thấy là nó nồng nặc hơn, thì không biết là do là trực tiếp bông nó thế, hay là do là buổi tối nó mát hơn thì là cái hương của nó mình cảm giác là nó đậm hơn đấy. Ok là nương nha. Đấy, anh em cứ ngắm qua livestream một chút để anh em mình biết là nó là một bông, nói chung là bay, nó vẫn là một bông 24 giờ, mình có thể gọi nó là bông 24 giờ. Đây ví dụ như là bông này, là ban ngày nó cũng bay như vậy, nhưng mà ban đêm nó bị xuống bông này, ban đêm nó xuống bông như này thì anh em mình không ngắm được như là cái bông ruby kia. Đấy, anh em nhìn thấy cái cánh đài của nó xuống chưa? Đấy, cánh đài của nó nó cụp ấy. Cái bông nó bị ngủ. Còn cái bông ruby kia thì cái cánh đài của nó vẫn dương, anh em mình vẫn ngắm được thoải mái, vẫn ngắm được chọn bộ lưỡi của nó.
Đấy, cánh vai nó xuống nhưng mà cạch cạch cánh đài của nó vẫn còn dương nhá. Nên là anh em mình vẫn ngắm được mặt bông. Đấy, vẫn ngắm được cái lưỡi của nó là trọn vẹn. Đấy, nó chỉ xuống bị xuống đôi cánh vai thôi. Chào em Khơi nha. Tối nay lại trục trặc cái hiển thị sao. Buổi sáng thì trục trặc cái âm thanh, không biết là do Facebook hay là do mạng nữa. Buổi tối này thì có thấy mọi người like, có thấy mọi người vào nhưng mà lại không nhìn thấy mọi người ở trên màn hình. Đây, mầm gốc của nó đây anh em. À, bây giờ mới bắt đầu hiện người đầu tiên. Chào bác Trịnh Đức. Đã hiện bác Trịnh Đức là người đầu tiên. Nói chung thân lá của nó cũng khá là đẹp đấy anh ạ. Đây, mầm Phú Thọ. Phú Thọ bây giờ mầm cũng được tầm 20-30 cm. Em chào anh Nguyễn Tiến Trung. Đấy, anh Trung ơi, cái bông của nó ban đêm đây này anh này. Ban đêm vẫn ngắm được mặt bông. Đấy, nó chỉ bị xuống cánh vai thôi chứ cánh đài của nó vẫn dương. Bởi thế nên là anh em mình vẫn ngắm được mặt bông. Cái những bông như này thì anh em mình ban ngày bận không ngắm được là ban đêm vẫn ngắm được. Vâng, em chào anh Trung. Chào năm anh chị em. Bông của anh nở nhạt hơn chút. Đúng rồi anh Trung ơi, cây nó khỏe thì bông nó với cả là màu sắc của nó sẽ ok hơn anh ạ. Ví dụ cây của mình mà yếu hoặc là ví dụ như là nó nở những cái thân
những cái thân mà nó bé hơn ấy. Đấy, ví dụ như là nó nở những cái thân mà bé hơn ấy thì nó cũng sẽ bông, nói chung là bông nó yếu hơn một chút thì là nó sẽ hơi khác một chút. Chào bác Tuấn tạ. Đây, thằng này nụ tự nhiên rất là nhiều này. Đấy, còn khá nhiều nụ ấy. Khá nhiều nụ để ngắm. Nói chung là bông như này là ban đêm anh em mình ngắm được mặt bông là ok rồi anh chủ. Đấy. Gọi nó là bông 24 giờ là cũng ok. Năm ngoái khi mà nó nở thì em cũng đã livestream buổi tối đấy. Chắc ở trên tường em vẫn còn cái bài livestream. Bông đẹp mà cái thân lá của nó cũng khá là đẹp. Nhất là nhìn những cái ki của nó. Nhìn những cái ki của nó mình thấy đẹp lắm. Đây là còn những bông bình thường đấy thì là ban đêm nó ngủ như này này anh em này. Đấy, cái cánh đài của nó xuống hẳn như vậy. Cụp, gọi là bông nó ngủ. Còn nếu bông kia, bông ruby đấy thì nó là bông, nó lại không ngủ. Nên là em đặt nó là bông 24 giờ. Mình ban đêm anh em mình vẫn ngắm được mặt bông. Đấy, ban đêm vẫn ngắm được như này là khá là ok. Còn lại cái những bông mít bầu rồi là ám mũi trắng, mũi hồng các thứ năm nay là em làm nụ tự nhiên cũng khá là nhiều đấy. Đây. Hello anh Ngọc. Đây, những bông chậu này là mít bầu đấy. Nụ. Thằng này thân lá của nó cũng rất đẹp. Trước em đặt là mít bầu. Bông này nó là bông bầu đẹp, nó có đôi mắt tràn rất là đẹp. Lá của nó đây anh em. Anh em vào bài chấm bài cho em phát các băng nha. Chỉ sợ một số anh em mà không phải bạn bè các thứ là nhiều khi là nó lại không hiện comment lên. Toàn khoe chứ có bán cho đâu.
Đấy, như những chậu này năm nay anh em mình chơi mà không sướng à. Đây. Cái này mà bán gửi là cũng sương phết đấy. Chào bác Cao Đức Hải. Đấy. Nụ, nhìn cái nụ anh em biết là bông bầu rồi. Mít bầu, bông bầu rất đẹp. Nói chung là cái thân lá của nó cũng khá là đẹp. Ở chỗ em nước nó bị đá vôi ấy. Đấy, còn không nhìn lá nó sạch thì nó sẽ đẹp lắm. Nói chung cây xấu như chủ. Mà cái này trước em trồng là toàn than với cả là sơ dừa. Than với mùn dừa. Đấy, cái này bỏ phân vào cái là dễ nó lại ăn rồi. Nói chung là nhiều chậu như này phết đấy. Mầm gốc hoa tự nhiên. Đây như thằng này kế kỳ 51 còn ở trên thân nó cũng có hoa này. Đấy, thế nên là những cái mà cây nó dễ hoa là anh em mình chơi là đúng bài luôn. Này chắc là F20. Kiểu thân lá này. Chậm tên đúng rồi. Thân thủ, thuộc dòng thân thủ đấy anh em. Đây cái mầm 52 của nó đây anh em này. Mầm 52 này chắc nó to bằng tầm ngón tay, to hơn chút. Đấy, cũng là nụ tự nhiên. Cuối vụ mình cắt nước, cuối năm ấy. Cuối năm mình cắt nước thế là nó ra nụ rồi. Tầm tháng 4 là nó ra nụ. Đấy, những chậu này giờ mà bán mà gửi bưu điện thì chịu luôn. Đấy, chỉ có ship ô tô. Đây này cũng cây ám bầu này cũng là một cây một bông bầu. Toàn hoa tự nhiên. Chào bác Trần Phương. To bằng ngón tay. Đang nhu nụ rồi nhá. Hôm nay đảm bảo là nụ. Bởi vì mình chăm sóc giống nhau mà. Chậu này thân anh em mình chơi thân lá cũng được này. Nó là thân xanh sạch. Lê Huỳnh còn ở bài không Lê Huỳnh? Đây là một tí, có tí một chậu sọc phát tài.
Đấy, cũng làm một loạt ki với cả là hoa. Năm nay cho nở lại hoa để mình chụp mình lưu. Hai năm trước chụp, hôm nọ tìm mãi không thấy. Chào anh Chuyên Bùi. Ồ, lần này kích bồi để cho nó ra hoa mà nó lại dần kỳ à? Đa số cái phần khúc dưới này là sẽ là kỳ anh em nhé. Đấy. Thường ấy thì là từ phần ví dụ như là mình chia năm phần ra ấy. 5 phần ra thì cái hai phần ở sát gốc thì đa số nó sẽ ra kỳ. Còn hai phần tiếp theo ấy là nó sẽ hoa và một phần ở trên ngọn nó sẽ là lá kỳ. Nói chung là trên thân cây nó rơi vào khoảng là 2/5 nó là hoa. Hello em Đặng Tuấn Việt. Em chào chị Thanh Nguyễn nhá. Chào chị Thanh Nguyễn. Em chào chị Tuyết Phạm. Chào bác Nguyễn Tuệ Mẫn. Chị Thanh Nguyễn miền Nam ơi, mấy cây của em ra hoa chưa chị? Này hát đâu? À, Yên Thủy. Đấy, hôm trước bồi vào đoạn này mà sao lại được mỗi một cái nụ. Ba cái nụ thì đẹp. Nói chung cây tầm 50 sen này gấp 3 cái cuồng nụ là đẹp anh em. Mới nhú một được một nụ to. Nói chung có hoa rồi. Ok, em cảm ơn chị nha. Cây có khỏe, có hoa có được không chị? Chào bác Nhanh Bùi. Xin chào Trần Đạt. Đây nó lên một loạt ki ở phần dưới này nữa đây anh em. Tất cả các cây em đều làm như vậy cả nhà. Cây đa số cái phần trên này là em bồi cho nó 1-2 mũi để cho nó ra hoa hẳn luôn đi. Là để đến lúc là mình vừa có hoa ngắm vừa có ki trên thân. Chào anh Đạt Duy, cây khỏe lắm anh. Ok, cảm ơn chị Thanh Nguyễn. Đấy, cứ cây chia sẻ cho anh chị em mà nó khỏe mạnh và nó nở hoa cho anh chị em mình ngắm như thế là sẽ rất là vui. Đây mầm gốc đây, mầm gốc Hồng Yên Thủy đấy. Này chắc rơi vào khoảng 20 sen. Nhưng mà mầm củ rất là khỏe luôn. Mầm HO thì nó nhỏ hơn. Năm nay thì Yên Thủy nó nảy tự nhiên sớm, gần như là sớm nhất. Hôm nay là Hồng Hòa Bình. Hồng Hòa Bình nó cái mầm nó phát triển rất là nhanh. Yên Thủy bán sao bác.
Bác Tuệ Mẫn ơi, bác sưu tầm cây như nào thì bác inbox giúp em nhá. Đây cũng HO anh ạ. Bán cho tớ toàn cây đực hay sao mà không ra hoa. Cái đấy thì chịu Phương Trần ạ. Đây những bạn không cho nó đi uống bia ôm thì làm sao nó có hoa được. Đây là cây hồng mỹ nhân đấy nhở. Đây cũng cái gốc này có 3 mắt thì mình em làm là được cả 3 kỳ đấy. Cái này nó có mấy kỳ hôm trước rễ nó dài quá em hạ xuống rồi. Đấy. Bộ 4 mầm này. Nói chung là đến bây giờ thì anh em mình cứ sưu tầm ấy thôi. Sưu tầm giống xong anh em mình chăm. Nói chung là cũng mất 1-2 năm. Đây Á Hậu. Cây này cũng bị hoa. Đây cũng là Á Hậu. Đấy, một mầm lớn và hai mầm bé đang lên ở bên dưới đấy. Cái này cũng bị hoa. Mà này bị hơi nhiều hoa. Đấy, mà cái gì nhỉ? Cái kích là mình cũng kích liều lượng nó ít hơn ấy. Cách đốt. Đấy, nhưng mà riêng dòng Á Hậu này thì nó hơi dễ hoa hơn so với các loại khác. Cái nhỏ làm giống. Ok anh bác Nguyễn Tuệ Mẫn có gì cứ inbox giúp em nhá. Em chào anh Lê Minh Phương nhá. Mình chào đầu ngắm cái Yên Thủy mua của anh năm nay 1 mét mà chưa thấy ra hoa hay ra kỳ. À thấy ra kỳ. Những cây mua của anh nó hoa chuẩn rồi thì cứ thế mà nhân, cứ thế mà chăm thôi em ạ. Đây Yên Thủy. Đây cũng Yên Thủy. À bác Tuệ Mẫn. Bác Tuệ Mẫn đâu nhỉ? Đây này có hai cái nhỏ này này anh Tuệ Mẫn ơi. Okay, ok anh Lê Minh Phương nha. Đây Tuấn Việt ơi. Đây này. Em anh vừa nói đây. Nghĩa là trong vườn cây là tầm em chia ra 5 phần, 2 phần gốc, 2 phần ở gốc là đa số là nó sẽ lên kỳ, tỷ lệ ra hoa nó ít hơn nhiều. Còn 2 phần tiếp theo nó sẽ là hoa và 1 phần ở trên ngọn là nó sẽ là kỳ. Đấy, thế nên là trong cái khoảng 2 phần ở giữa này này, em kích cho nó mấy mũi vào đấy, thế là nó hoa thôi. Đấy, Yên Thủy. Em cứ là kích ở chân thân này, nó cứ ra kỳ như này. Xong là đến lúc mình lấy cái kỳ nhỏ nhỏ chia sẻ cho anh em. Hoặc là mình trồng ra chậu, mình sẽ có nhiều size để anh em lựa chọn ấy. Đấy. Loạt này em làm cứ vừa mầm gốc vừa kỳ ở chân thân như này. Đấy. Thực ra thì ví dụ nhá. Ví dụ cũng một cây như thế này. Nhưng mà chưa kích ý, thì anh em về làm ấy là có thể là anh em còn chưa tự tin hoặc là
Nói chung là làm hoa hay làm ki đôi khi nó không được như ý muốn của anh em mình. Bởi vì thế là em cứ làm ki ở trên thân như này cho anh em, là để anh em mình những chậu nhỏ nhỏ anh em có thể mua cả chậu về, thì là sang năm là anh em có thêm là 5-6 chậu nữa. Một chậu mẹ và 5-6 chậu con. Đấy. Giá thì bây giờ là nó cũng dễ sưu tầm hơn rất là nhiều rồi. Đây. Đấy, cứ bộ cứ cây cây mẹ 1-2 mầm và gánh theo 4-5 ki trên thân. Như thế là quá đẹp. Hello em Nguyễn Công Chi, chào bác Thịnh Lê. Năm mét. Ok em Đặng Tuấn Việt. Đấy. Để cái đây cái loạt em làm trước. Còn một loạt làm sau. Loạt làm sau thì bây giờ nó mới đang sưng. Đây chậu Minh Châu cũ đây bạn Phong ạ. Còn mấy cái chậu nhỏ thì bên kia. Thằng đây là chậu phấn này. Đây. Ví dụ như là cả chậu hồng phấn này cũng vậy này. Đấy, lên 1-2 mầm. Mầm nó nở lá khỏe rồi là bắt đầu mình kích kia chân thân. Đây, thằng này cũng vậy. Đấy là mình được một mầm gốc với cả 4 ki hồng phấn. Này cũng một mầm gốc với cả 3 ki. Nói chung là cũng cứ dần già vậy thôi. Này á hậu. Này cũng á hậu đây. Con này mầm khỏe hơn. Cũng á hậu. Bạch tuyết. Này cũng á hậu. Bạch tuyết. Một mỹ nhân này. Đây. Một mầm gốc với cả thân nó khá là yếu nhưng cũng được 2-3 ki. Cái này được 3 ki này. Đây. Ngọn này được 3 ki nữa. Còn đây là cái cuống hoa hôm trước nó nở. Đây bên trong của mình là mình làm ki còn đang ngủ chưa mở ra. Này cũng á hậu. Chào bác Anh Khang. Chào em Trần Đức Mạnh. Đây anh em ngắm qua cái mầm gốc của vườn. Chào em Phương Thế Ngọc. Chào
cháu Bùi Hiền, mầm cây đẹp quá. Em cảm ơn chị Thanh Thanh Nguyễn. Đây là chỗ ươm anh em ạ. Đây, một số mầm lỡ á hậu em tách ra. Tách ra là để cái này nó hoàn toàn không có rễ anh em nhá. Nhưng mà cái đây như hai cây này, hai cái mầm lỡ này là hoàn toàn không có rễ. Không có rễ là đến lúc là ở chậu mẹ nó nhiều quá. Nó nhiều quá là em phải lách ra, sau đó là mình tác động vào phần gốc để cho nó lên lên mầm gốc. Đấy, như cứ ở chậu ẩm như này là khi nào nó nhú ra rễ là bắt đầu là nó sẽ bám vào giá thể thôi. Còn kỳ này là kỳ, thằng này là thằng kỳ mít. Đấy, còn kỳ ươm cũng đa số là lên này. Chào Bùi Chí Linh, chào em Đặng Hoa. Đấy. Á hậu bắt đầu lên kỳ. Đây, bóng hơi lóa, có vẻ hơi lóa. Anh em mình tối nay nhìn hình ảnh và âm thanh có ổn không ạ? Mọi người phản hồi giúp em qua nhé, giúp em với nhá. Này đồng vui quá. Ok bạn Trần Phong. Chào bác Nguyễn Văn Công. Đấy, mình có cây nở hoa chuẩn rồi là mình cứ thế mình nhân giống thôi, không phải lo nghĩ. Còn giá thì đã có thị trường này. Cũng HO Yên Thủy, Phú Thọ, rồi là Á Hậu các thứ anh. Buồn đau anh khóc nước mắt vỡ trời. À, ảnh có vẻ mờ. Hình ảnh có vẻ mờ. Hay là do ánh sáng? À, chắc là mình do mình đưa cái máy nó nhanh quá đấy Phong Trần ạ. Cây của em vẫn ở vườn Linh ạ. Ôi giời ơi, thằng em tôi. Thằng em lại hát bài ca buồn giống anh ạ. Năm nay sẽ để nó kỳ nó dài hơn một chút là mới cho ra chậu. Đấy. Mọi năm là cứ nhú rễ này là ra rồi đấy. Nhưng mà năm nay thì em chờ nó sẽ nở lá như này em mới ra này. Đấy, bởi vì năm nay là cái giá thể này cũng xử lý khá là ok, nên là lúc đấy là mình nhắc lên nó bám giá thể là mình vẫn để nguyên được. Đây.
đấy, Á Hậu. Mỹ Nhân. Hồng Thủy Chi, Hồng Thanh Hóa. Đấy, già kỳ, già dễ, gần như là già hết rồi. Đây là mít Cúc Phương anh em. Ở đây để đào loạt kỳ đấy, để em quay cho anh em xem cái. Quay cho anh em xem cái gì nhỉ? Thằng mít Cúc Phương. Không biết có sợ tối quá không? Anh em nhìn hình ảnh có được không ạ? À vâng, ok anh giáo nhá. Hai hàng này của em là nguyên giống mít Cúc Phương. Nét ok anh giáo. Này ra mấy cái kỳ nhìn yêu chưa. Em cây nó hơi bị xấu vì cái lá của nó cứ bị đọng cái gì nhỉ, cái đá vôi. Chào anh Đào Văn Thêm. Anh em nhìn những cái kỳ nó ra nhìn hay. Nhìn tròn tròn rất yêu. Dạ vâng, đúng rồi anh Thêm. Cảm ơn anh. Chào bác Bảy Trần. Anh em lâu lâu thấy không lên livestream.
Đấy, dòng mít này cũng là một dòng rất đáng để anh em mình chơi. Thực ra là những cái mà em đã giữ và nhân giống thì là đều là những cái giống là nó có tố chất, hoặc là những cái mà hàng mặt bông thì nó làm hàng mặt bông khá để anh em mình chơi mặt bông. Năm nay nó cũng lên mầm tự nhiên hết anh em ạ. Năm nay đa số cây ở vườn em là nó ra mầm tự nhiên. Bởi vì năm nay là em kích mầm nó cũng muộn. Ra Tết rồi em mới phun. Đấy, còn những thằng này thì đa số nó lại ra trước. Kể cả những cây hàng va kia cũng vậy. Vừa nãy em quay thì anh em thấy đấy là có những cây là em phải kích vào gốc để cho nó lên cái mầm lép, cái mầm mà nó đợt một lần một nó chưa lên ấy. Chào bác Thanh Hà, chào Minh Hải, chào bác Bình Johnny. Thế không biết mọi người có nhìn được rõ không ạ? Em sợ nó thiếu ánh sáng. Đây là mầm cửu long cao phong đấy anh em. Mầm rất khỏe. Cho anh mang. Em cảm ơn anh Đào Văn Thêm. Đấy, vì ở đây nó ấy nên là mờ mờ ảo ảo mới phê. Thôi ông Phong ạ. Cho anh em ngắm cây nó phải rõ chứ, cho anh em ngắm cây kiểu mờ mờ ảo ảo nữa thì thôi. Đây, bắt đầu ra hàng ngoài này. Đây, ra hàng ngoài này có bóng điện rồi là nó sẽ sáng hơn. Cái ở đấy nó sát bên trong. Đây, những cái cây như này là nó cũng hoa luôn đây nhỉ. Bởi vì là em ấy mà cắt nước. Đây, những thằng này trước mình cũng mua cây thân lá đây. Thằng này cây kia thân xanh sạch tuyệt đối này. Đấy, anh em mình mà chơi kiểu chơi thân lá thì là mình lại chơi thêm cái dòng xanh sạch. Dòng đấy gọi là anh em mình chơi thân lá. Đây, những cây như này là anh em mình chơi thân lá. Đây, thằng này chắc là thằng mít là vách hay là mít hai, đúng rồi, mít về. Thằng mít này cũng đẹp anh em ạ. Thằng này nó lại có một cái đặc điểm, đó là cái cạnh lá của nó là nó cứ vênh. Nó vênh lên nên là trước em gọi là mít vách. Đấy, những cái này anh em mình chơi thân lá là đẹp. Nói chung mình cứ chơi đa dạng. Đến tầm này rồi thì ví dụ một ki 50-100, hoặc là những chậu đẹp thì 100-200, thế là mình ấy được. Thằng này là thừa nước. Thừa.
hôm em theo cả một đời. Đây, ám mũi trắng sắp nở rồi anh em ạ. Một tuần nữa, tuần đến 10 ngày nữa. Chào bác Võ Xuân Trường. Chào anh Nguyễn Trung, chào bác Văn Huỳnh. Đây, hoặc là những cái cây này anh em mình chơi tân lá này, nó cũng là cây xanh sạch. Sạch tuyệt đối đấy. Cái này nhìn thân nó đẹp lắm anh ạ. Em chào anh Lâm Ái. Hôm nay mà nó ra hoa hết là cũng đẹp lắm này. 2, 4, 6, 8. 8 thân. 8 thân mà nó ra hoa là cũng ra gì phết ấy. 2, 4, 6, ôi, năm nay lên được đúng, 9, 10, 10 mầm. Mầm lên tự nhiên hết anh em ạ. Năm nay không kịp kích. Loạt được này tầm 40 cm này. Chào ông bạn Nguyễn Khánh nhá. Chào anh em Điện Biên. Ý, cái này nó đang đè cả mầm gốc này. Thuê bắt sen không? À, mùa này qua ải sen rồi bạn Phong. Mùa này qua ải sen rồi, sen giờ khóc rồi. Nói chung là tối nào cũng phải bắt một lượt. Nhưng mà bây giờ sen còn ít lắm. Bắt được ít lắm. Đa số anh em thấy là ví dụ như là cái mầm nó lên hết như này rồi. Mầm nó lên được 7-10 sen như này rồi thì sen chỉ có tập thể dục thôi chứ làm đếch thì. À, vẫn nhiều thì chắc ở trong giá thể. Như cái loạt hàng va này là em thay hết ấy. Nói chung là mình cho ra mình rửa. Đây, ví dụ như là đến cái tầm nó mầm này rồi thì đúng là sen chỉ có lên tập thể dục thôi, trèo lên không lại trèo xuống thôi chứ. Nó chỉ có cắn được cái rễ non hoặc là nó ăn cái bẹ ở đấy thôi. Nhưng mà không lại được cái mầm của mình. Mầm của mình lên tầm này là yên tâm rồi anh em ạ. Đấy, thằng này bắt đầu sưng đấy. Đấy, cũng lại kỳ. Cứ 1-2 mầm với cả là gánh 2-3 cái kỳ ở trên thân, đấy là đẹp. Những cái nhỏ này chỉ cần lên 3 kỳ thôi là đẹp. Chào em Lâm. Đấy, thằng này 1 mầm với cả là đây trên thân được sơ sơ là 3 cái kỳ như này là đẹp rồi. Còn bán phân không anh ơi?
Anh có em Lâm ơi. Lấy bằng nào inbox cho anh nhá, xong lúc nào điện xuống dưới đấy anh mang cho. Loạt này là loạt em làm sau nên chưa bật kỳ. Đây xương kỳ rồi. Đây. Những cái nào mà mình làm trước ấy là bắt đầu em thấy nó nảy kỳ đấy. Đây. Kỳ đây. Này 5 cánh trắng ngọc sơn. Úi giời, sờ lại thấy cộm cộm bên dưới là lại thêm một kỳ nữa bên dưới rồi. Đấy. Ok em Lâm nha. Nhắn cho anh lúc nào anh xuống Thanh anh mang cho, đỡ phải lên. Này Hồng Tiên Sa. Hello. Các em Linh còn ở đây không nhỉ? Em Linh còn ở trong live của anh không Linh ơi? Đây là một trong hai cây HO của Linh này. Đấy. Anh em mình cứ chịu khó kích. Đấy, một tân này mình lấy 3 key thôi. Đây còn thân dài này xem là được bao nhiêu key này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 key. Đấy, sơ sơ là 8 key lên rồi. Shipper thì là ok, Phong Trần. Đấy, cây này cũng vậy. Như thằng này là được 3 cái da rồi này, 3 cái chồi da rồi này. Đấy, thằng này thì được 1, 2, 3, 5, 5 cái. Đoạn dài này được 5 cái key nữa. Đây, hoặc là cái băng này nhìn đẹp phết. Nói chung cái sen mình tập trung cái lúc đầu vụ ấy Phong ạ. Đấy, mình là cái đầu vụ mà mình lười bắt. Mình chỉ bắt một lần ấy là cái loạt đầu đấy mà cái giá thể cũ là dính nhiều đấy. Đây, thằng này thì được không biết là bao nhiêu là key. Anh em đếm một em phát. Những loại này nó dễ làm kia anh em ạ. Á hậu em làm bị nhiều hoa nhiều phết ấy. Mặc dù mình cũng đã khá là hiểu đặc tính của cái cây á hậu. Đấy, nhưng mà thực tế là làm là vẫn bị hoa. Rồi thế nào? Ui thằng này lên hết cả gốc luôn anh em. Không sót cái nào. Rồi 2 4 6 8. Đấy đoạn ngắn đấy mà được 8 key. Cái bên cạnh kia thì không biết bao nhiêu. 2 này, 4 này, 6 này, 7 này, 8 này. 9 này. 10, 11, 12. Kẹp là 13, trên kẹp là 14. 16, 18, 20, 21. 21 với 8 à? 21 với 8 là chậu này là ra 28 cái key nhỏ. Chia thầy, trẻ cho thầy đi anh em. Ok, em trai Nguyễn Văn Động. Trời ơi.
mầm gốc của Phú Thọ. Chào em, chào Diệp Nguyễn. Những thằng một mầm bao giờ nó cũng phát triển mạnh hơn và nó khỏe hơn anh em. Đấy là một cái thực tế nhá. Đấy, những bông như này là buổi tối anh em mình vẫn ngắm thoải mái luôn. Vẫn ngửi, vẫn ngắm được vô tư.
Hôm nào anh lên được anh? Không phải, tại ví dụ đi xe máy em sợ nó sóc hơn ấy. Mình nhờ anh chịu khó ra đường 1 để lấy là ok. Ra chỗ gành ấy anh. Từ anh ra gành chắc chục cây chứ. Đấy, cứ cái nào bị mình có cái pha cái stunner ở đây nha. Mình quét trực tiếp vào đấy luôn. À đi ô tô có gì anh? Ok anh. Để anh lên đây anh em mình làm bữa. Đây. Đấy, xong là riêng cái thằng stunner này anh em mình cho vào là cắt nước là ok luôn. Chào em Lê Văn Chiến nha. Anh chào em. Lâu lắm rồi mới gặp nhau trên livestream. Chào những người anh em của những năm 18-19. Đi qua cái mùi thơm của nó lại vẫn cứ bị cuốn anh em ạ. Ok, anh chào em Chiến. Còn khá là nhiều nụ để ngắm đấy. Hình cái kỳ nó mới lên lá nó đây. Dạ vâng, rồi em xin phép cả nhà em được xuống live buổi tối hôm nay nha các bác nha. Đấy, chúc anh chị em nhà mình luôn nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Hẹn gặp lại anh chị em trong các cái bài sau ạ.